bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông, nhưng lòng trẻ muốn đi ra phải ở lại. Sống với nhau nhẫn nại, trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cốt tôi giờ hát tay lùi, chuyện cũ mãi vui, cứ đôi nhau xảy ra không thôi. Sống cốt tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Cái gì, cái gì chẳng như giữa ban ngày này chặn đường tôi vậy? Cứ phải con anh em nè, em nè, em là ai? Em nè, trời ơi, thấy cái tướng là biết rồi. Em nè, em nè, trời ơi, cô Thiện coi đất. Anh kêu tên em nhỏ nhỏ thôi, đừng kêu. Cô làm cái gì mà giữa ban ngày ban mặt rồi chùm kính mít từ đầu xuống tới chân rồi làm cái gì thấy ghê? Gặp tôi có chuyện gì? Dạ, ngày hôm nay em tới đây gặp anh là để em để cướp tôi hả? Dạ không, dạ không, anh nói vậy tội nghiệp em quá. Anh có thấy ai ăn cướp mà cỡ này không? Cỡ này rồi cướp người ta làm sao mà chạy? Vậy chứ cô chặn đường, cô gặp tôi để làm cái gì? Dạ, dạ trước khi nói thì em kéo này xuống, nóng quá. À, nóng quá. À dạ, nó nóng quá. Dạ, dạ, ngày hôm nay sau những biến cố xảy ra, em đã không còn làm cò đất nữa, em đã chuyển qua một nghề khác rồi mà. Chuyển qua làm nghề khác? Dạ. Nghề ăn cướp? À, dạ không có, trời nữa rồi. Dạ em không ăn cướp, em bán hàng xách tay. Anh thấy trên tay em đang xách hàng không? Đó là hàng xách tay. À, cô bán hàng xách tay. Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng chúc mừng cô. Dạ. Thành công với cái nghề mới của mình nghe. À, anh ơi, anh chúc mừng em vậy thôi đó hả? Chứ sao? Anh chúc mừng em thì anh phải nghĩ là nếu như một người bán hàng sẽ không bao giờ có được thành công khi không có một đối tượng khách hàng nào mua đồ của mình hết. Tôi biết ngay mà. Cũng được, cô hợp với cái nghề buôn bán xách tay này lắm đó nha. Cố gắng phát triển. Dạ. Còn tôi không có mua. Anh ơi, anh mua mở hàng giúp em đi. Người ta nói cái người mở hàng cái vía tốt lắm. Em thấy anh này mặc áo đỏ là hên nè. Em bán đồ em cũng mặc áo đỏ là cho em hên, thấy không? Tôi nói thiệt là tôi không có mua. Thôi mua giúp giùm em đi mà, một món có mấy chục ngàn à. Đây nè, anh có thể là mua kem đánh răng nè, dầu gội đầu nè, thuốc nhuộm tóc nè, dầu xả nè, dao cạo râu, hay là anh mua tăm xỉ răng cũng có nữa. Mấy cái món đó tôi không có nhu cầu, ở nhà có sẵn hết rồi. Đừng má mà. Ơi. Ủa? Dạ. Chưa trò coi xong mắm chịu về đi, leo lên xe con chở về luôn nè. Thôi, xuống đây má biểu. Đây. Dạ. Dạ, dạ em giới thiệu với anh, đây là con gái nuôi của em. À. Con, chào ba đi con. Cái gì vậy? Cái gì ba? Dạ không, trời bối rối quá. Con, mình cứ coi như đây là người cha nương tựa cũng được nha con. Dạ, con chào bác. Má, má về đi má. Sáng giờ nắng vậy mà má đứng đây, con lo lắm. Má có ăn uống gì sáng giờ đâu. Mấy hôm nay má đang bị bệnh, má không nhớ hả? Nhớ rồi. Má, cô Thiện quá. Má, cô bị cái gì vậy? Muốn xỉu. Ô cái gì vậy? Má ơi. Cô Thiện. Thôi con vô đi, bác về được rồi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn bác á đã giúp đưa má con về đây. Thôi ơn nghĩa gì con. Tình cảnh đó thì ai thấy cũng giúp thôi. Mà cho bác hỏi nè, sao hai mẹ con nghỉ ở đây vậy? Dạ, tại vì á, thời gian gần đây má của con làm ăn thất bại, nhà cửa thì phải cầm cố, mà còn bị bọn giang hồ kéo tới tìm nữa, nên thành ra là má con á phải trốn vào nhà nghỉ để ở. Sao không tìm nhà trọ ở? Ở đây tốn tiền lắm con. Dạ, cũng khổ lắm bác. Lúc đầu á thì má con cũng ở nhà trọ,
Nhưng mà không biết sao được, có vài bữa là cái bọn giang hồ nó kéo tới. Cái là má con là phải dọn chỗ khác mà ở, nên phải ở đỡ nhà nghỉ. Để mà 2-3 bữa lại phải đi tìm nhà nghỉ khác để ở nữa. Cái gì mà khổ dữ vậy trời. Nhưng mà thôi không có sao đâu bác. Riết rồi cũng quen à. À mà bác tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi. Chứ hả, sáng giờ bác dành thời gian cho má con nhiều quá. Thôi được rồi, con vô chăm sóc cho má con đi nha. Bác về nha. Dạ. Ủa con sao vậy? Tự nhiên đầu con choáng quá, hình như con bị tụt đường huyết. Thôi, để bác về con vô nghỉ chung với mẹ con. Dạ. Chào bác. Anh uống gì để em kêu nước cho anh uống nha. Thôi khỏi. Tôi ra hỏi chuyện, biết chuyện chút xíu rồi tôi về liền à. Tôi có chuyện gấp lắm. Quạt cho bác. Ủa, rồi hai mẹ con cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Thì có chuyện thì mới kêu anh ở đây chứ em thì... Nè, tôi không có mua món hàng đa cấp mà đừng có giới thiệu gì nữa nha. Dạ không có. Em nào dám mời anh mua hàng đa cấp gì. Sở dĩ ngày hôm nay em mời anh ra đây là để em cảm ơn anh. Cái ngày hôm bữa mà em choáng váng em ngất ở ngoài đường á, em nghe con em nó nói là anh đưa em về. Hình như hai mẹ con cái bà này uống nước không có cái suy nghĩ là trả tiền hay sao ta. Ủa Tuấn. Ủa chú Huy, nãy giờ con uống cà phê trong đó hả? Thì đúng rồi. Chú cũng vậy hả? Ừ, chú uống với bạn chú. Ồ, bạn chú đâu rồi? Bạn chú mới về. Dạ. Bạn chú là nữ hả? Ủa sao con biết? Thì con nhìn thấy ly nước nè. Chứ ai đời đàn ông muốn ly nước cam. Cũng chi tiết quá ha, để ý dữ ha. Con về con mét cô nè. Mét gì bay? Cái này là bạn bình thường nha, chứ không phải bạn cái vụ kia đâu nha mày. Nghĩ bậy bạ mày. Vụ kia là vụ gì chú? Thì không phải là cái vụ bậy bạ đó. Mày đừng có vậy. Mày về mày nói với con cái là cháy nhà thiệt luôn á con. Nếu như mà không có lửa sao cháy nhà được? Thôi mà, chú khẳng định là không phải. Cái này là bình thường chứ không có bậy bạ gì hết trơn á.
mày đừng có về nói cổ. Mày biết tính cổ mày rồi. Cổ mà biết một cái là nhà cháy thành than luôn á. Con biết rồi. Con nhắc nhở chú để chú biết thôi. Chú xảy chi một cái là chết chú luôn đó nha. Tôi biết mà. Trời ơi, ai mà nghĩ là ba chuyện bậy bạ con ơi. Chú về chưa? Con chờ chú về. Bây giờ con về luôn á hả? Dạ. Về thôi, cho chú có gian về. Đợi tôn quốc sư. Anh Huy, sao tôi gặp cô hoài vậy cô Thiện? Từ đây về sau cô đừng có điện thoại hay là gặp về tôi nữa, mất công có chuyện lắm. Dạ dạ anh ơi em năn nỉ anh mà, anh đừng có đi, anh nghe em nói một chút xíu đi anh Huy. Anh có thể giúp đỡ giùm em một lần nữa thôi, một lần cuối cùng thôi anh. Em rơi vô bước đường cùng rồi anh Huy à. Có chuyện gì thế thì cô nhờ bạn bè hoặc là người thân của cô á, chứ cô đi gặp tôi làm cái gì? Anh ơi, em làm gì có người thân, làm gì có bạn bè. Anh giúp giùm em đi, em quỳ xuống đây em năn nỉ anh em lại anh. Thôi cô đứng lên cô nói chuyện đi, cô đừng có làm vậy, tội lỗi lắm. Anh nói anh giúp em đi, anh giúp em đi mà. Cái chuyện gì vậy cô nói đi. Nhỏ gái nuôi em á, người ta nói nó bị ung thư giai đoạn đầu. Bác sĩ nói giờ không có tiền đóng tiền viện phí là coi như nhỏ bỏ mạng. Anh ơi, anh thương anh giúp giùm em. Người ta nói là giúp một mạng người còn hơn xây 10 kiển chùa. Không lẽ anh thấy chết mà không cứu sao anh? Nếu mà anh không cứu thôi thì anh lấy cái gì đó anh giết em đi, anh giết em đi. Cái chuyện đó có thiệt không? Em nói thiệt. Em biết là anh không tin em là bởi vì trước đây em có quá nhiều lỗi lầm với anh. Em đã làm những chuyện xấu mà không thể nào tha thứ được. Nhưng mà anh à, em thì coi như bỏ, nhưng mà anh giúp giùm con em đi. Bây giờ nó suy nhược lắm rồi, anh không giúp nó, nó chết rồi anh ơi. Anh ơi giúp giùm em đi. Thôi được rồi, cô để tôi suy nghĩ lại. Dạ. Có gì tính sao? Dạ em cắn cỏ ngậm dành, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh đã giúp giùm em. Cô Thiện, cô Thiện, cô Thiện. Ủa cô mệt mỏi lắm mà sao mà ngủ giữa đường giữa sáng vậy? Dạ em xin lỗi anh, em không có buồn ngủ, em đâu có buồn ngủ đâu, em khỏe em bình thường. Mà do tối hôm qua em thức em canh con em á, chăm sóc nó nên giờ người nó hơi mệt mệt, đầu nó hơi choáng một tí. Nè, cô cầm đem về trị bệnh cho con mình đi. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Em cần cỏ ngậm dành, em cảm ơn anh. Thôi đừng có khóc. Anh đã giúp đỡ em. Cái này á là tôi cho cô, cô không cần phải trả lại đâu. Không phải. Thấy trả không? Chứ phải chỉ trả. Chỉ mong cô á đừng có lừa gạt tôi một lần nào nữa là được rồi. Anh Huy à, em gửi lại anh. Sao vậy? Em không nhận lắm. Em biết là cái lỗi lầm của em gây ra trước đây không có thể nào tha thứ được. Nhưng mà cái này em muối mặt đó là vì con em. Chứ em không có ý lường gạt anh, nếu mà anh vẫn còn nghi ngờ anh cầm lại đi. Tại vì đây là tiền mồ hôi nước mắt công sức của em mà. Em gửi lại anh. Thôi, tôi nói để mong cô sống tốt. Thấy không? Cô sống làm sao mà đúng với cái tên của mình thôi. Chứ tôi đâu có nói gì đâu. Cô cầm đem về để điều trị cho con của cô đi. Mà anh đừng nghi ngờ em nữa nha, tội nghiệp em lắm, em đã quay đầu là bờ rồi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Anh giúp giùm em thì em đã ngộ nhận, không em nhận ra là em sai rồi. Em sẽ thay đổi. Cảm ơn anh. Thôi, vậy đi nha. Dạ. Tôi về. À. Gì nữa? Anh Huy à, 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 à đây đây, anh,
anh có thể nào anh cho em một cái chữ ký lên đây được không? Trời ơi cô ơi, tôi đã nói rồi, tiền này á là tôi cho cô, chứ tôi đâu có cho cô mượn đâu mà phải là ký để xác nhận hay cái gì. Đây là số tiền mồ hôi nước mắt công sức của anh, tình cảm dạt dào của anh dành cho mẹ con em, nhất là cứu sống mạng sống của con em, để cho nó không có bị như nó không bị đời xa em. Nhưng mà anh phải ký vào đây để sau này nó lớn lên, nó hết bệnh, nó sẽ nhìn vào đây. Đây là động lực để cho nó có thể phát tán những cái tình cảm này của anh dạt dào đó tới mọi người. Nó có điều kiện nó sẽ giúp lại người khác. Thôi được rồi, cô nói nghe cũng hợp lý. Dạ. Tiền thì có thể em xài để em trả cho con em tiền viện phí, nhưng bao thơ này thì em sẽ để lại để em lộng kiến. Em lộng kiến để con em nó nhìn vào đó. Thôi được rồi, được rồi, được, dạ. Rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Dạ, chữ ký anh đẹp quá. À, thôi vậy đi nha. Dạ. Tôi về. Dạ, em cảm ơn anh. Mẹ con em cảm ơn anh. Trời Phật phù hộ anh, ơn trên độ trì cho anh. Cũng bộ mà nghe. Mới có mấy câu mà được nguyên bao thơ vậy rồi. Cảm ơn nha ông già. Sống cốt tôi giờ hát tay lôi, chuyện cũ mãi vui, cứ đôi nhau dây ra không thôi. Sống cốt tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà dây ra chất chồng. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.